Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Cũng như những video trước, Sơn rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn. Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Xe đã qua sử dụng cùng với Thế Sơn Toyota. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xét chiếc xe Toyota Innova Venture IGM sản xuất vào năm 2019, màu đỏ đã chạy được 27.268 km các bạn nhé. Xe đã được kiểm tra 176 hạng mục theo tiêu chuẩn của Toyota Việt Nam, được cấp giấy chứng nhận chất lượng, đã hoàn tất làm đẹp Marukuri độc quyền tại Toyota Hiroshima. Những chiếc xe bên mình bán ra cam kết xe không bị cấn đụng, không bị ngập nước và đặc biệt là có hỗ trợ vay ngân hàng Toyota lên tới 8% các bạn nhé. Giá công bố của xe thì mình sẽ để ở cuối video này là giá tạm tính. Nếu các bạn quan tâm xin vui lòng gọi tới số hotline 0911 55 44 55 để biết thêm chi tiết. Innova 2019 Venture với nhiều thay đổi về thiết kế mang lại ngoại hình ấn tượng và mạnh mẽ hơn, kết hợp với nhiều tính năng tiện nghi, an toàn cùng vận hành bền bỉ, ít tốn chi phí bảo dưỡng và có khả năng giữ giá cao là những ưu điểm vượt trội. Những yếu tố này đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho gia đình quý khách tin tưởng và lựa chọn Toyota Innova. Cơ hiệu suất cao, vận hành mạnh mẽ, Innova được trang bị động cơ sản sinh công suất 102 mã lực và mô men xoắn đạt 183 Nm. Xe được trang bị hộp số tự động 6 cấp. Nội thất sang trọng và hiện đại trên chiếc xe Innova. Mặc dù là mẫu xe đa dụng MPV nhưng Toyota rất chăm chút cho mẫu xe con cưng của mình. Bước vào khoang xe Innova, quý khách sẽ cảm nhận ngay được nội thất thiết kế vô cùng hiện đại. Các chi tiết nội thất tinh tế, tỉ mỉ, sử dụng chất liệu da, nhựa, gỗ mang lại nét sang trọng và trẻ trung hiện đại cho chủ sở hữu. Bên trong khoang xe có kích thước rộng rãi, khoảng để chân lớn, tạo cảm giác thoải mái cho tất cả hành khách ngồi trong xe. Cuối video, xe này đang được bên mình công bố với giá 770 triệu. Hãy liên hệ trực tiếp tới số hotline trên màn hình để mình có thể báo giá giảm tốt nhất cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất. Hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm. Quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai, hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không. Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết,
Chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.